chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Cá Cảnh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết mục cho cá bảy màu ăn bánh mì nha các bạn. Đó, mình thấy nhiều người cho cá ăn bánh, cá bảy màu ăn bánh mì và nó cũng rất thích. Thì cái việc này là mình chưa làm bao giờ. Hôm nay thì mình sẽ làm xem những cái con cá của mình nó có thích cái bánh mì này không. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho cái bầy full gold của mình ăn nha các bạn. Đó, trước mắt của bạn là cái bầy full gold của mình. Mới vừa thay nước xong luôn đó các bạn ơi. Mình mới vừa thay nước xong luôn ha. Bây giờ thì thay nước cách đây cũng 5-10 phút vậy rồi. Đó, nó bơi lội nãy giờ cũng mấy rồi. Mình thử coi. Đó, có vẻ cũng khá đói rồi. Lên rồi đó. Rồi, đây là đồ ăn sáng của mình. Đó, mình bẻ miếng ha. Người và cá cùng ăn nha các bạn. Mì miếng đầu đi. Rồi. Bỏ vô đây thử coi. Rồi cá của mình nó thích không? Đó, mình thấy mấy bạn làm video cá cho cá ăn bánh mì mà cá cũng rất là thích. Xem cá của mình nó thích ăn cái này hay không. Đó, cái này thì mình cũng mới vô làm thôi. Đó giờ mình chưa có làm cái chiêu này bao giờ. Để cho cá ăn cám, cho cá ăn chùm chỉ, cho cá ăn bò. Sao cá người ta ăn ghê quá, còn cá của mình nó thấy vậy ta. Mình có mua chùm chỉ rồi kìa à, chưa cho bọn chúng ăn, thử xem. Tụi bay mà ăn bánh mì là mai mốt đã cho tụi bay ăn bánh mì miết luôn. Bộ bu bu vậy chứ không ăn các bạn ơi. Bu bu vậy thôi chứ không ăn à, thấy bu bu vậy thôi chứ không ăn. Để nở chút, để bánh mì nở chút xíu rồi rồi nó ăn rồi. Cũng ăn nha các bạn, ăn rồi đó, bắt đầu ăn rồi đó. Cái thùng này nuôi cái bầy full gold này cũng khá là đông full gold. Bầy này lên mình cũng không có được ưng ý lắm. Cá nó lên đầu đen nhìn thấy mắc ghét. Này mình khởi đầu bằng hai cái con cá mái này nè. Khởi đầu bằng hai con cá mái này nè. Đó, các bạn thấy cá mái bơi dưới đáy không? Con đó, hai con cá mái bự đó các bạn thấy không? Bên đó còn. Bên đây còn. Và mình cũng đã nó đẻ cho mình 3 bầy nha các bạn. 4 bầy chứ, 3 bầy. Trong đây tổng cộng là 3 bầy. À, mình cho nó đẻ bầy thứ nhất xong là mình bắt mình ấy ra luôn, mình không có cho nó đẻ nữa. Mình không có cho nó đẻ nữa. Mình bắt mình bỏ trống ra luôn, bắt hai trống lọc mình bỏ vô trong hầu kiến bên kia luôn rồi. Đó, bầy này là bầy cá con của tụi nó lớn nè. Mình không thèm lựa ra luôn, kệ luôn á. Giờ là nuôi thí như nuôi cá tạp luôn á. Nó bắt đầu bánh mì mềm nữa các bạn. Bánh mì mềm mới bu vô rỉa kìa. Mấy con cá lớn chê, chỉ có mấy con cá sủng nhi nó bu vô nó thấy mềm đó. Thấy mềm nó bu vô nó ăn, mấy con cá lớn chê. Mấy con cá lớn này nè, chê hết trơn nha. Mấy con nhỏ bu vô.
mới giờ thay nước xong rồi các bạn, nước thấy ghê à. Có nuôi ốc rồi nè, mấy ốc này cũng mau lớn dữ lắm luôn, cho ăn cám màu dư mà ốc mà ăn á cũng mau lớn dữ lắm. Mới giờ chiếc một lố ốc ở bên hồ bên con sọt của mình ấy, cái gì trồng đỏ cái bông sọt mình mới lựa trong bầy ra. Đầu thấy có mồi mềm mềm cái bu vô rễ á, bắt đầu bu vô đồng mà mềm rồi, bánh mì nó nở rồi mềm rồi, nó bắt đầu bu vô. Thế là làm như mới ban đầu mồi lạ, sau có một hai con ăn được rồi là bắt đầu bu vô ăn à. Cho ăn chơi chơi vui thôi nha các bạn, chơi chơi vui thôi nha, chứ họ nuôi cá không có mau lớn đâu nha. Đừng có bắt mà cá con mà cho ăn bánh mì từ nhỏ tới lớn luôn là biết chừng nào nó lớn á. Mình thấy có mấy bạn cho ăn bánh mì rồi, thường cho ăn rồi quay clip rồi lên nay mình mới làm thử nè. Thấy mấy con cá này ban đầu nó cũng không thích cho lắm, nhưng mà ăn được rồi thì thấy cũng khá là thích, làm như mồi mềm tụi nó rất là thích. Ngay cả ốc cũng bù qua luôn, chịu nổi không? Mấy bà ốc này cũng nhạy dữ lắm, cám rồi trồng chỉ đồ vừa đưa vô mà nó ấy là nó bu lại liền hả? Nuôi nhiều quá là dành ăn với cá với màu luôn, nuôi ốc nhiều quá là dành ăn với cá với màu luôn. Bắt đầu là bu vô sâu xé miếng bánh mì kìa. Hai cá mái này, con cá mái này chắc mấy con cá trống nhỏ dí chắc dính bầu rồi, bụng bự trổ rồi, chắc chuẩn bị đẻ nữa rồi. Có cục bánh mì mà tụi nó lùa từ đầu hồ tới cuối hồ luôn, rồi từ cuối hồ lùa lên tới đầu hồ luôn rồi. Chưa vô không biết đường ra nè.
Làm dữ không? Làm dữ không? Bu vô kìa. Sau cái video này thì các bạn cũng đã thấy đó, cá nó cũng khá là thích ăn những cái mồi mềm như bánh mì đồ. Nếu mà cám rồi các bạn ngâm mềm ra các bạn bỏ vô thì chắc nó cũng thích ăn như vậy đó. Đó, ban đầu ăn rất là ít nhưng mà sau này thấy mềm nó bu vô rẻ quá trời luôn. Đó, thêm cá nữa là cá màu này là cái dòng ăn tạp đó các bạn. Bỏ gì vô cũng ăn hết, miễn cắn được, vừa miệng được là uất hết. Chai mặn đều dùng được. Rồi, video cho cá ăn bánh mì, cho cá bánh màu full gold, bài cá màu full gold ăn bánh mì của mình xin được phép dừng ở đây. Thì chờ nó ăn hết cái cục bánh mì này chắc cũng tới chiều à. Thành ra mình xin được phép cắt video ở đây. Đó, cảm ơn các bạn đã xem video của mình từ nãy tới giờ, từ trước tới nay. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye, xin chào tạm biệt các bạn.